Chào mừng tất cả các bạn đã đến với siêu thị điện máy VHC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ quay video mở hộp mẫu TV mới 2019 của Samsung, model TV QA55Q75RAK. Bây giờ mình sẽ mở hộp TV. Trong túi phụ kiện có gồm có sách hướng dẫn, điều khiển, pin, dây nguồn, dây cáp AV, cục chuyển đổi cáp và anten. Và đây là chân đế của TV. Bây giờ mình sẽ mở TV ra để lắp chân đế. Mình sẽ quay mặt trước và mặt sau của TV để các bạn nhìn nó rõ hơn. Đây là mặt trước của TV. Mình sẽ vào cài đặt máy để các bạn được xem hình ảnh trực tiếp của TV luôn. Cài đặt TV đã xong, các bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp của TV. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn đến trực tiếp siêu thị điện máy VHC Hải Dương để xem hình ảnh được rõ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.